Sau tiệc tất niên, người đàn ông bị tước giấy phép lái xe gần 2 năm. Đêm ngày 13 tháng 1, rạng sáng ngày 14 tháng 1, nhiều tổ công tác 141 công an thành phố Hà Nội cắm chốt trên các tuyến phố, địa bàn trọng điểm thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự sau khi kết thúc trận chung kết bóng đá lượt đi giữa đội tuyển Việt Nam, Thái Lan, và xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Ghi nhận tại tổ công tác Y4 trên 141 làm nhiệm vụ trên phố Tôn Đức Thắng, hướng Nguyễn Thái Học đi xã Đàn, Hà Nội, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hàng loạt lái xe đã bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn, trong đó có trường hợp vi phạm ở mức rất cao. Đó là trường hợp ông VVH, sinh năm 1962, trú tại Hà Nội, điều khiển xe ô tô Toyota Camry biển kiểm soát 30A-003XX kết quả kiểm tra nồng độ cồn. Ông Hát vi phạm ở mức 0,755mg trên 1 lít khí thở. Đây là vi phạm rất cao, gấp gần 2 lần mức kịch khung theo quy định. Với mức vi phạm trên, ông Hát bị xử phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày. Ông Hát cho biết vừa dự liên hoan tại cơ quan và thấy vẫn đủ tỉnh táo nên vẫn lái xe về nhà. Một trường hợp khác là lái xe LXT, sinh năm 1984, trú tại Trung Liệt, Đống Đa, bị cảnh sát dừng kiểm tra khi đang điều khiển xe máy biển kiểm soát 29-S844XX. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của anh T cũng gấp hơn 2 lần mức kịch khung, lên tới 0,982mg mỗi lít khí thở. Ngoài ra, anh T cũng không có giấy phép lái xe và không có đăng ký xe. Tổng hợp mức phạt đối với anh T lên tới gần 10 triệu đồng, tạm giữ xe máy đến 7 ngày. Trên tuyến đường Nguyễn Thái Học hướng đi Lê Duẩn, tổ công tác Y2 trên 141 cũng xử phạt nhiều trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn. Điển hình, ông S trú tại Hà Nội vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,287mg mỗi lít khí thở. Người đàn ông nói vừa đi cổ vũ bóng đá và có sử dụng đồ uống có cồn, khi về nhà thì bị tổ công tác dừng kiểm tra. Theo chỉ huy tổ công tác Y4 trên 141, trong quá trình làm nhiệm vụ, đa số các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn không hợp tác với tổ công tác, gây khó khăn cho tổ công tác làm nhiệm vụ. Cuối năm cận Tết Nguyên đán 2023 sẽ diễn ra rất nhiều kỳ cuộc liên hoan tất niên, gặp mặt, do đó, người đã sử dụng rượu, bia nên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như những người xung quanh. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, trong cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn từ ngày 15 tháng 12 năm 2022, ngày 10 tháng 1 năm 2023 đã xử lý 4.380 trường hợp, bằng gần 26% cả năm 2022. Còn theo Cục Cảnh sát Giao thông, chỉ trong hơn 3 tuần, từ ngày 15 tháng 12 năm 2022, mùng 9 tháng 1 năm 2023, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã lập biên bản vi phạm nồng độ cồn đối với 71,7 nghìn trường hợp, bằng 24% cả năm 2022.